Chào bà con, chào cả nhà. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với bà con một loại cây có nhiều công dụng. Đó là cây bưởi bung. Cây mà tôi và bà con đang xem đây chính là cây bưởi bung. Cây này thường mọc hoang và gặp nhiều ở những cái miền quê trên cả nước. Có lẽ hồi nhỏ rất nhiều người cũng đã từng đôi lần hái trái của cây bưởi bung này để ăn. Vị của trái bưởi bung này khá đặc biệt, mùi rất là thơm. Cây bưởi bung này có nơi còn gọi là cây cơm rượu, cây cát bối hay là cát bài. Cây này thuộc họ cây cam. Ngày nay cây này thì hay tìm thấy ở những vùng đồi núi hay những khu đất hoang lâu năm. Cây đang có quả rất là sai. Đặc điểm của cây bưởi bung. Cây là loại cây bụi cao khoảng 1 đến 3 mét. Đôi khi có những cái cây cao đến 6 mét. Cây thân nhỏ. Cành có màu đỏ nhạt. Có những vết nứt nẻ. Khi còn non thì thân cây có nhiều lông và màu xanh, lá kép. Thường có từ 3 đến 7 lá chét. Lá dài khoảng 6 cm, rộng khoảng 2,5 cm. Mép lá đôi khi có răng cưa. Cây này hoa thường nở vào mùa thu. Hoa của nó có màu trắng hoặc là hơi xanh nhạt, mọc thành chùm tán ở đầu cành hay kẽ lá phía trên ngọn cây. Bưởi bung hình cầu. Quả bưởi bung này hình cầu. Khi còn nhỏ thì nó như giống như quả quất. Khi chín thì chuyển màu hồng như chúng ta đang xem. Về công dụng của cây bưởi bung thì bộ phận làm thuốc của cây là lá và rễ. Trong rễ và lá của cây này thì có chứa tinh dầu, có mùi thơm dễ chịu. Qua nhiều nghiên cứu cho thấy cây có nhiều hoạt chất hóa học và có tác dụng kháng sinh cực mạnh đối với các loại vi khuẩn. Theo đông y, thân và rễ của bưởi bung có vị ngọt, hơi cay, tính bình. Rễ cây bưởi bung thì có tác dụng hành huyết, hoạt huyết, kiện tỳ, chỉ khái. Dân gian thường dùng chữa đau nhức, phong thấp, hen suyễn, cảm mạo, đau dạ dày. Cành và lá cây bưởi bung này được dùng chữa mụn nhọt, chữa các vết thương ngoài da. Quả cây này thơm và hay được dùng để chữa tiêu hóa kém, ăn không ngon miệng. Ngoài ra, cây này còn dùng để phục hồi sức khỏe phụ nữ sau sinh. Dùng phối hợp với một số vị thuốc khác làm thuốc sát trùng ngoài da. Cụ thể một số bài thuốc dùng cây bưởi bung để chữa bệnh như sau. Trị cảm cúm thì dùng lá bưởi bung 20 g, lá bạc hà 5 g, vỏ quýt 10 g. Tất cả mang sắc uống
Một ngày uống một thang, chia 3 lần, uống khi còn ấm. Để trị các bệnh về xương khớp. Thứ nhất, chữa đau lưng mỏi gối. Bà con dùng rễ bưởi bung 25g, rễ quýt gai 15g, cỏ xước 15g. Cẩm tích, huyết đằng, tỳ giải, mỗi vị 10g, đem sắc lấy nước uống, mỗi ngày uống một thang, chia 3 lần. Uống khi nước thuốc còn ấm. Thứ hai là chữa phong thấp, đau nhức xương khớp. Dùng rễ cây bưởi bung, rễ cốt khí, rễ hoàng lực, rễ động lực, rễ cỏ xước, dây đau xương, hoa kinh giới, củ kim cương, mỗi thứ 20g. Cho tất cả cùng 500ml nước, đem sắc lấy nước đặc, mỗi ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 30-40ml, uống trong 5 ngày liền. Để trị viêm loét dạ dày tá tràng, lấy lá bưởi bung, lá khôi, dạ cẩm, mỗi vị 12g, cam thảo dây 6g, sắc lấy nước uống, dùng mỗi ngày một thang cho đến khi khỏi bệnh. Chữa kém ăn vàng da cho phụ nữ sau sinh. Phụ nữ nếu khi sinh xong ăn không ngon, da rẻ vàng vọt, thì hái 10g lá bưởi bung, đem sao vàng, cho vào ấm đất, sắc với 400ml nước, đun nhỏ lửa đến khi rút còn một nửa dùng được. Mỗi một ngày uống 2 lần. Để trị mụn nhọt. Với mụn nhọt chảy mủ lâu ngày thì dùng lá bưởi bung 20g, lá chanh và tinh tu mỗi vị 10g, tất cả đem phơi khô tán thành bột mịn rồi rắc lên mụn. Mụn ổ gà ở nách, ở bẹn, vết thương lở loét lâu ngày, dùng 2 cây lá bưởi bung này và lá thổ phục linh, lá ổi, mỗi vị 1 nắm, tất cả đem rửa sạch, cắt nhỏ, sau đó gói vào lá chuối đã được hơ nóng và chọc thủng lỗ, đem nắm lá đặt lên miệng vết thương để thuốc thấm dần vào mụn. Trị đau bụng, tiêu hóa, giảm sốt. Dùng 10 đến 15 quả bưởi bung phơi khô sắc nước, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10ml, uống liên tục trong 15 ngày để có được kết quả tốt nhất. Ngoài các bài thuốc vừa trao đổi với bà con, lá của cây bưởi bung tươi hoặc khô đem sắc lấy nước uống hàng ngày thì có tác dụng tốt cho việc điều hòa huyết áp, hành huyết, hoạt huyết. Xin chia sẻ với bà con về cây bưởi bung như vậy. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi video. Chúc bà con luôn có một sức khỏe tốt. Hẹn gặp lại bà con ở các video sau. Xin chào bà con.